Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 9, ít nhất 8 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương khi một sinh viên của một trường đại học ở miền Trung nước Nga xả súng tại khuôn viên trường học. Đối với những người còn sống sót, đây thực sự là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Ngày 20 tháng 9, một người chưa rõ danh tính đã xả súng vào các sinh viên tại một trường đại học ở thành phố Perm của nước Nga. Địa điểm xảy ra vụ xả súng được xác định là Đại học Tiểu bang Perm hay Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Quốc gia Perm thuộc thành phố Perm, cách thủ đô Moscow khoảng 1.300 km về phía đông. Kẻ xả súng xông vào ngôi trường này vào khoảng 11 giờ theo giờ địa phương. Người phát ngôn của đại học trên cho biết nghi phạm đã bị bắt. Ủy ban điều tra quốc gia Nga cho biết kẻ xả súng được xác định là một sinh viên của trường này khoảng 18 tuổi. Nghi phạm bắt đầu xả súng khi chúng tôi bị khói che khuất tầm nhìn. Khi nhận ra đang bị bắn thì chúng tôi đã nhanh chóng chạy thật nhanh vào bên trong. Y đuổi theo chúng tôi ra cả phía cổng trường. Chúng tôi có nghe thấy tiếng xả súng, một người đàn ông liên tục nã đạn về phía chúng tôi. Nhưng may mắn, chúng tôi đã thoát nạn. Ủy ban điều tra Nga cho biết số người thiệt mạng trong vụ xả súng trên đã tăng lên 8. Theo đài RT đã có 6 người khác bị thương, con số thương vong có thể sẽ còn tăng lên. Và trước đó, hồi tháng 5, một sinh viên khác cũng đã nổ súng tại một trường đại học tại Kazan, giết hại 9 người cùng nhiều người khác bị thương.